Chương trình nhạc lễ hướng dẫn và thực hành. Sẵn dịp này mình gửi cho tất cả các bạn nhạc lễ đạo đó ở miền xa xôi bài Văn Long và cách mình bao vàng thau, chứ Long không có hướng dẫn ra từ nốt nha. Này đáp ứng cho các bạn nào mà đang thổi và tập một cái phong cách rau mới. Chạy chữ ha, chạy chữ là cái lưỡi cho lẹ nha, mỗi nốt nhạc là mỗi cái lưỡi. Nếu mà đã thổi nóng mà các bạn không đánh lưỡi là nó sẽ bị ngọng ha, nó bị ngọng khó nghe. Và lên những cái lên nó nóng là cái dâm của bạn là phải tuyệt vời nha, để thôi nó hiếp, nó bị hiếp lại. Chạy chữ đánh lưỡi nó 100% chữ vừa nốt đi đôi ha. Thấy các bạn tốc độ. Rồi giờ mình vô bài Văn Long ha, để Long thổi từ câu ha, Long thổi từ câu, Long đọc lên từ câu. Các bạn nào mà chưa có nắm bài Văn Long đó, chép ra. Rồi vô. Văn Long thổi câu 1 nha. Một câu. Để tôi nói các bạn, cái dâm nó chưa có chuẩn. Rồi thôi lại. Câu thì các bạn nào chưa thuộc chép ra ha. Vô mình là hành xử rồi là mình thổi liền ha, thổi liền.
Các bạn vô hành xử thì mình thổi liền như vậy ha, khi nào trống dứt rồi mình nghỉ. Bao mùi nó cũng thế nha các bạn, bao mùi nó cũng vậy. Và cần các bạn ngón và lưỡi phải lưu loát, không còn bỡ ngỡ một nốt nào đi cây kèn thì các bạn thổi vô tư ha. Đây là kèn mộc các bạn ha, đây là kèn mộc để mình thổi lớp tư mình thấy mùi rồi ha.